Sáng ngày 29 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 đến 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 đến 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Duy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Ông Lê Đại Tuấn Phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, lãnh đạo các phòng, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn huyện. Năm học 2021 đến 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, phải dạy và học trực tuyến rất khó khăn, song ngành giáo dục huyện Vĩnh Tường đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương các trường học bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua hai tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm định chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục tại các kỳ thi, giao lưu các môn văn hóa cấp huyện, giao lưu kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, toàn huyện có 378 học sinh tham gia, đạt 190 giải nhất, 33 giải nhì, 63 giải ba và 82 giải khuyến khích, giải thể thao học sinh cấp huyện. Môn cờ vua, cấp tiểu học có 30 vận động viên tham gia, kết quả có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba. Cấp trung học cơ sở có 36 vận động viên học sinh tham gia, được 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 tổ chức với 9 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học có 563 em dự thi đạt 282 giải chiếm 50,9%, 16 giải nhất, 57 giải nhì, 98 giải ba. Học sinh giỏi lớp 6, 7 Tám toàn huyện có 1.204 em dự đã đoạt 603 giải đạt, 50,8%, trong đó 31 giải nhất, 118 giải nhì, 213 giải ba. Năm học 2022 đến 2023 ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về các quan điểm đường lối, chính sách đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phần luồng học sinh sau trung học cơ sở tăng cường giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống giáo dục thể chất cho học sinh sinh viên bảo đảm an toàn trường học đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học kịp thời đãi ngộ trong công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực hiệu quả tránh bệnh thành tích nhằm động viên đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Quang Duy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục Vĩnh Tường đạt được trong năm học qua. Các đồng chí yêu cầu trong năm học tới, ngành giáo dục huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch, tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và tiếng nói của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh, sinh viên noi theo. Nhân dịp này, các đồng chí Phạm Quang Duy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng hoa chúc mừng hội nghị. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua đã được biểu dương, khen thưởng, hội nghị cũng đã vinh danh cá nhân có đóng góp lớn cho công tác khuyến học của huyện.